Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin kinh tế hàng ngày của kênh Mây TV. Phương trình rất vui mừng được đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Ngày hôm nay 29 tháng 10 sẽ có những thông tin nổi bật như sau. Từ ngày 29 tháng 10, khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử. Tuần sau, nhiều địa phương cho học sinh sinh viên trở lại trường. Facebook chính thức đổi tên thành Meta. Nhu cầu mua bất động sản tăng mạnh trong tháng 10. Bitcoin hôm nay 29 tháng 10 gượng dậy đầy bất ngờ. Thưa quý vị, theo quy định mới hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử cơ quan chức năng sẽ trích xuất dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách trực tiếp từ ứng dụng pc covid bộ thông tin và truyền thông đã có văn bản thống nhất triển khai phát triển ứng dụng và kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận tải cụ thể nâng cấp tính năng khai báo di chuyển nội địa của ứng dụng pc covid theo hướng phù hợp với yêu cầu quy định vận chuyển hành khách nội địa của bộ giao thông vận tải và phát triển thêm tính năng trích xuất thông tin cho các đơn vị được chỉ định của bộ giao thông vận tải để phối hợp với các địa phương có phương án triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định thống nhất biểu mẫu thông tin mà ứng dụng pc covid sẽ xuất và gửi dữ liệu định kỳ Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với những điểm đáng chú ý như sau. Thống nhất hành khách chỉ khai báo y tế điện tử theo quy định 5K. Đối với hành khách, ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, trong quyết định lần này khẳng định yêu cầu hành khách khi đi máy bay chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng COVID-19, phần khai báo di chuyển nội địa, khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi làm thủ tục hàng không. Trong trường hợp hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo. Trích xuất dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách trực tiếp từ ứng dụng PC-COVID. Hiện nay, hệ thống PC COVID và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo để có thể trích xuất dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách theo từng chuyến bay. Với việc các hành khách đều được khai báo di chuyển nội địa trên duy nhất một ứng dụng, cũng sẽ giúp thống nhất và rất thuận lợi để trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách trực tiếp từ ứng dụng PC COVID. Bên cạnh đó, quy định mới cũng chỉ yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách cho cảng vụ để chuyển cho địa phương vào 20 giờ mỗi ngày, 14 giờ và 22 giờ thay vì trước mỗi chuyến bay như trước đây. Như vậy, cũng sẽ giúp thời gian làm thủ tục của hành khách, việc trích xuất dữ liệu cũng nhanh chóng hơn, giảm thiểu áp lực về nhân lực đối với các đơn vị hàng không. Mọi quy định mới sẽ được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 29 tháng 10, 2021. Thưa quý vị, nhiều tỉnh, thành phố dự kiến cho học sinh tiệu trường từ đầu tháng 11. Các trường đại học đã xây dựng kế hoạch mở cửa từng phần để đón sinh viên trở lại học trực tiếp. Cụ thể, Đà Nẵng dự kiến cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 1 tháng 11 với lớp 1, lớp 9, lớp 12 và từ ngày 8 tháng 11 với các khối lớp khác. Sau khi học sinh lớp 9 và lớp 12 tiệu trường từ ngày 25 tháng 10, Bến Tre cho học sinh các cấp học còn lại, trừ mầm non, trở lại trường từ ngày 1 tháng 11. Dự kiến vào ngày 1 tháng 11, Bình Dương cho học sinh lớp 12 đi học trực tiếp, trong khi Cần Thơ cho học sinh các cấp trở lại trường. Bà Đặng Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nói rằng, nhà trường ủng hộ phương án cho toàn bộ học sinh tiệu trường từ đầu tháng 11. Thời điểm này có 3 căn cứ để trường học có thể yên tâm. Hà Nội có tỷ lệ khá cao người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình, cộng đồng, sắp tới tiêm vaccine cho trẻ em. Lãnh đạo nhiều sở giáo dục và đào tạo cho biết, một trong những căn cứ để quyết định việc cho học sinh đi học trở lại là hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức độ dịch tại địa bàn. Theo đó, các phường xã có dịch ở mức độ 1, 2, học sinh được đi học trực tiếp. Tại một số địa phương, số học sinh giáo viên mắc COVID-19 tăng lên, khiến các trường phải khẩn cấp đóng cửa. Tuy nhiên, trước đây khi có dịch, trường học đóng cửa trên diện rộng, thì nay cơ quan chức năng khoanh vùng chuyển đổi sang dạy học trực tuyến. Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Trường Đại học Mở Hà Nội, ông Đỗ Ngọc Anh cho biết, Khoảng 50% sinh viên của trường đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, 70% được tiêm một mũi. Vì vậy, nếu sinh viên về Hà Nội học tập trung, cần được ưu tiên tiêm vaccine tại nơi học tập. Trường đang đợi thêm một thời gian ngắn nữa, khi tỷ lệ người học được tiêm hai mũi vaccine đạt khoảng 80%, thì sẽ mở cửa từng phần đón sinh viên đến học trực tiếp. Bên cạnh đó, nhiều trường đã xây dựng các kịch bản cho việc dạy học trực tiếp như đón sinh viên khóa cũ lên trước, khóa mới lên sau, tổ chức tiêm vaccine cho sinh viên. Thưa quý vị, Facebook Inc. chính thức đổi tên thành Meta Platforms Inc. Động thái này được cho là nhằm tách biệt danh tính công ty của mình với mạng xã hội cùng tên vốn đang bị xa lầy trong bê bối nội dung độc hại. Đây cũng là bước tiến nhằm nhấn mạnh sự chuyển đổi sang một nền tảng máy tính mới nổi tập trung vào thực tế ảo. Vũ trụ ảo chính là danh giới tiếp theo. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết trong một bài thuyết trình tại hội nghị kết nối của Facebook. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ là đơn vị ưu tiên vũ trụ ảo, không phải ưu tiên Facebook trước. Sự thay đổi tên là tín hiệu rõ ràng nhất cho đến nay về ý định đặt tương lai của Facebook trên một nền tảng máy tính mới vũ trụ ảo metaverse, một ý tưởng được sinh ra trong trí tưởng tượng của các tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng. Theo tầm nhìn của Meta, Mọi người sẽ tụ họp và giao tiếp bằng cách bước vào môi trường ảo, cho dù họ đang nói chuyện với đồng nghiệp trong phòng họp hay đi chơi với bạn bè ở những nơi xa xôi trên thế giới. Tên mới sẽ không ảnh hưởng đến cách công ty sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu và cấu trúc công ty cũng không thay đổi. Các ứng dụng bao gồm mạng xã hội hàng đầu Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp cũng sẽ giữ nguyên tên của chúng. Công ty cho biết cổ phiếu của họ sẽ bắt đầu giao dịch dưới một mã mới là MVRS vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Facebook ban đầu kỳ vọng đưa lượng cơ sở người dùng truyền thông xã hội của mình bao gồm hơn 3 tỷ người trên toàn cầu thành đối tượng sẽ đón nhận trải nghiệm kỹ thuật số phong phú thông qua các thiết bị được hỗ trợ bởi phần mềm thực tế ảo và tăng cường. Hiện tại, thương hiệu Facebook được liên kết chặt chẽ với một sản phẩm không thể đại diện cho tất cả những gì chúng tôi đang làm hiện nay, chứ kể đến là trong tương lai, Zuckerberg nói. Thưa quý vị, trong 10 tháng năm 2021, kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ đứng thứ 3 trong việc thu hút tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 2,12 tỷ đô la Mỹ và trên 803 triệu đô la Mỹ. Sau hai quý thị trường bị nén lại do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngay trong tháng 10, sức mua bất động sản đã tăng nhanh trở lại với sự thành công trong hoạt động bán hàng của nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng ven. Một số chủ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cho biết nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng trong tháng 10 với hàng trăm sản phẩm bán thành công. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Tất cả những thông tin trên sẽ có trong trùng tin bất động sản ngày hôm nay 29 tháng 10. Bất động sản đứng thứ 3 thu hút vốn FDI. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 10, 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 12,74 tỷ đô la Mỹ, ngành sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,54 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 2,12 tỷ đô la Mỹ và trên 803 triệu đô la Mỹ. Về địa bàn đầu tư, Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,68 tỷ đô la Mỹ, trong đó có dự án điện lớn lên tới 3,1 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại vị trí thứ hai, Hải Phòng đứng thứ ba. Vốn FDI thực hiện đạt 15,15 ,15 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2020, giảm nhẹ 0,6 điểm phần trăm so với 9 tháng năm 2021. Nhu cầu mua bất động sản tăng mạnh trong tháng 10. Tổng giám đốc Đại Phúc Land cho biết, hiện nay doanh nghiệp đã khôi phục 70% hoạt động ở công trường dù công nhân khó khăn trong việc quay lại thành phố Hồ Chí Minh các chủ đầu tư đều có kế hoạch ra hàng, chào bán mạnh các sản phẩm dự án trong thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thành khác với tâm thế tăng tốc trong quý 4 để bù lại thời gian ảnh hưởng dịch bệnh khá nặng nề trong quý 3. Ngoài ra, tổng giám đốc Đại Phúc Len cũng nhận định thời gian qua dù nguồn cung giảm so với những năm trước nhưng quý cuối năm được đánh giá là sôi động nhất khi cung cầu gặp nhau sẽ tạo ra sự sôi động cho thị trường. Đánh giá về lượng giao dịch trên thị trường, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết Lúc này, các đơn vị môi giới và chủ đầu tư đã tổ chức hoạt động giới thiệu dự án cho khách hàng cũng như giao dịch qua nền tảng công nghệ. Đến nay, nhiều dự án đã bắt đầu mở bán và có tín hiệu giao dịch thành công trong tháng 10 này. Chúng tôi nhận thấy, nhiều khách hàng đã đầu tư trở lại, sau một khoảng thời gian dù khách hàng còn thận trọng nhưng vẫn có khởi sắc. Họ sẽ tập trung vào những thị trường có lợi thế, có tính ổn định như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ông Phạm Lâm phân tích thêm: cùng với đó các chủ đầu tư đang đưa ra nhiều chương trình về thanh toán thuận lợi, tài trợ lãi suất, thậm chí có chủ đầu tư đưa ra chính sách nhận nhà vào ở, vẫn tiếp tục thanh toán để thu hút và hỗ trợ khách hàng. vậy nên sau hai quý thị trường bị nén lại do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngay trong tháng 10, sức mua bất động sản đã tăng nhanh trở lại với sự thành công trong hoạt động bán hàng của nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng ven. đề xuất gói tiến dụng 65.000 tỷ đồng cửa sáng cho bất động sản sau Covid-19. Cụ thể, gói tín dụng 65.000 tỷ đồng Bộ Xây dựng đề xuất gồm hai gói, trong đó gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sẽ cấp vốn 14.000 tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định. Có tín dụng 50.000 tỷ đồng, khoảng 25% so với nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 là 220.000 tỷ đồng. Theo hình thức, ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cho vay, hỗ trợ nhà ở theo quy định với lãi suất và thời hạn phù hợp để cho các đối tượng thuộc chương trình vay ưu đãi đánh giá về đề xuất gói tín dụng đối với thị trường bất động sản, nhiều chuyên gia đồng tình và cho rằng đây là vốn mồi cần thiết tạo động lực cho nhà ở xã hội phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo ngân hàng nhà nước, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15 tháng 7 2021 đến ngày 30 tháng 9 2021 của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết. Đầu phiên giao dịch ngày 29 tháng 10, giá vàng thế giới tăng 12,4 đô la Mỹ trên một ao niêm yết ở mức 1812,4 đô la Mỹ trên một ao. Sáng nay ngày 29 tháng 10, Bitcoin đột ngột đổi hướng tăng lên hơn 60.000 đô la Mỹ sau khi lao dốc thê thảm trong 48 giờ trước đó. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua chúng tin tài chính ngày hôm nay 29 tháng 10. 16 ngân hàng giảm 12.236 tỷ đồng lãi suất và phí cho khách hàng đặt gần 60% cam kết. Theo ngân hàng nhà nước, cụ thể kết quả giảm lãi suất và phí cho khách hàng của từng ngân hàng trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 2021 đến ngày 30 tháng 9 2021 như sau. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.885 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỷ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.975 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,07 triệu tỷ đồng cho 239.384 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.901 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,08 triệu tỷ đồng cho 365.429 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 1.417 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,22 triệu tỷ đồng cho 533.392 khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 602 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 109.124 tỷ đồng cho 104.036 khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 244 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 129.898 tỷ đồng cho 32.098 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 243 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 62.455 tỷ đồng cho 1.417 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 203 tỷ đồng. Với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 150.566 tỷ đồng cho 93.975 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 224 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 144.509 tỷ đồng cho 232.357 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 123 tỷ đồng. Với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 17.667 tỷ đồng cho 14.042 khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 121 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.782 tỷ đồng cho 55.077 khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 97 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.744 tỷ đồng cho 12.710 khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 93,5 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 38.130 tỷ đồng cho 3.269 khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Biêu điện Liên Việt, Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 62 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 40.867 tỷ đồng cho 6.201 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 33 tỷ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 24.662 tỷ đồng cho 4.989 khách hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 12 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 9.596 tỷ đồng cho 7.134 khách hàng. Giá vàng thế giới tăng cao phiên mở cửa ngày 29 tháng 10. Vào sáng ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1812,4 đô la Mỹ trên một ao, cao hơn 12,4 đô la Mỹ trên một ao so với phiên giao dịch cuối ngày 28 tháng 10. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, 1 đô la Mỹ là 22.850 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 49,89 triệu đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, trên thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm biết giá vàng SJC ở mức 57,75 đến 58,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với viên giao dịch cuối ngày hôm qua. Trinh lệch giá mua và bán hiện tại là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 57,7 đến 58,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 28 tháng 10. Trinh lệch giá bán cao hơn giá mua là 700.000 đồng trên một lượng. Trước phiên giao dịch ngày 28 tháng 10, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 57,8 triệu đồng trên một lượng Giá bán ra là 58,5 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên ngày 28 tháng 10. Trên lệch giá mua và bán vàng SGC hiện đang là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 57,7 đến 58,45 triệu đồng trên một lượng so với thời điểm đầu phiên giao dịch ngày 28 tháng 10. Vàng Doji giữ nguyên giá cả chiều mua vào và bán ra. Trên lệch giá mua và bán vàng tại Doji đang ở mức 750.000 đồng trên một lượng. Cuối giờ chiều ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết ở mức 1.804 đô la Mỹ trên một ao, tăng 6,4 đô la Mỹ trên một ao so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Quy đổi theo giá đô la Mỹ tại Vietcombank, một đô la Mỹ là 22.855 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương là 49,67 triệu đồng cho một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra là 8,83 triệu đồng cho một lượng. Bitcoin hôm nay 29 tháng 10 gượng dậy đầy bất ngờ. Lúc 6 giờ ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên CoinDesk đứng ở mức 60.518 đô la Mỹ, tăng 3,31%, tương đương thêm 1.938 đô la Mỹ. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin biến động trong khoảng giá hẹp, giao dịch cao nhất tại 62.376 đô la Mỹ và giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 58.011 đô la Mỹ. Trên Vicota, giá tiền ảo hàng đầu giao dịch tại 1,384 đến 1,448 tỷ đồng giá mua và giá bán. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua rơi vào khoảng trên 45,4 tỷ đô la Mỹ, vốn hóa thị trường ghi nhận tại 1.142 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tiền đảo khác tăng phi mã theo Bitcoin, trong đó Ethereum tăng 8,6%, Binance Coin tăng 9%, Cardano tăng 3,8%, Solana tăng 6%, Ripple tăng 5,9%, Polkadot tăng 3,5%, Dogecoin tăng 26%. Tổng vốn hóa toàn thị trường ghi nhận ở mức 2.580 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%. Bitcoin là tiền ảo có biến động mạnh, gần đây liên tục tăng giảm thất thường. Giá Bitcoin trước đó chạm đến 67.016 đô la Mỹ, mức cao kỷ lục đầu tiên trong vòng 6 tháng qua. Kỷ lục này được thiết lập nhờ sự kiện Proce Bitcoin ETF, một quỹ giao dịch trao đổi dựa trên hợp đồng Bitcoin kỳ hạn tương lai, bắt đầu giao dịch từ ngày 19 tháng 10. Đây là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên ở Mỹ và một quỹ ETF Bitcoin khác dự kiến sẽ hoạt động vào hôm 21 tháng 10. Tuy nhiên, tiền ảo này sau đó giảm mạnh với khu vực 58.000 đô la Mỹ rồi đột ngột tăng lên mức hiện tại. Dù còn tranh cãi, song nhiều nhà đầu tư cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục đầu tư Bitcoin. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu chấp nhận Bitcoin trong giao dịch. Quý khán giả vừa theo dõi xong bản tin kinh tế ngày 29 tháng 10 của kênh MayTV. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ các ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần quý khán giả hãy bấm theo dõi kênh của chúng tôi để được cập nhật những tin tức kinh tế nổi bật hàng ngày cùng nhiều phóng sự hấp dẫn thiết thực và truyền cảm hứng về kinh doanh